Nhiều anh em giao dịch Forex nhưng không hề biết tới điều này. Đó chính là lý do vì sao chúng ta lại bị thua lỗ. Và sau khi xem video này, mình chắc chắn cái video này sẽ giúp được các bạn thay đổi cái góc nhìn, thay đổi về tư duy khi mà chúng ta giao dịch Forex nhé. Bởi vì đây là những cái bí mật và những cái kiến thức nâng cao dành cho tất cả các bạn. Khi mà chúng ta giao dịch ý, thì chúng ta vào một cái đồng tiền nào đó, ví dụ như là đồng tiền, mình lấy ví dụ như là đồng tiền EU chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xét xem là gì, cái biểu đồ nến này nó tăng hay là nó giảm. Sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm những cái lệnh, ví dụ như là lệnh buy hoặc là lệnh sell ở trong những khu vực này. Thì đó là một trong những cái tư duy mà chúng ta, ví dụ mình vào lệnh buy đấy chẳng hạn, mình phân tích biểu đồ cái đồng EU này để bắt đầu mình gì, để bắt đầu mình giao dịch, mình buy hoặc là mình sell cái đồng này. Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế là chúng ta đang giao dịch cái tỷ số của nó. Tỷ số đây có nghĩa là gì? Ví dụ đồng EU, đúng không? Đồng EU tức là gì? Tức là E trên U. Đó, anh em hiểu là gì? Là E trên U. Mình ví dụ một cái như này, ví dụ như là E là 30.000 trên một gì? Trên một đồng euro. U này là 25.000 trên một đồng euro, đúng không? Đổi ra Việt Nam đồng chúng ta sẽ có điều đấy. Và cái tỷ số của 30 chia cho 25 này nó ra là 1.07 đấy anh em nhớ này. Cái này chia cái này là gì? 1.07, đúng không? Thì đó là lý do vì sao mà gì? Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải xét xem là cái đồng E này nó tăng hay là nó giảm. Đó, chúng ta sẽ có cái lý thuyết mới liên quan tới khi mà chúng ta giao dịch. Mình ví dụ như là nó là A trên B. Nó là A trên B, đúng không? A này là một đồng bất kỳ và B là một đồng bất kỳ. Thì khi mà chúng ta buy một đồng này, chúng ta buy cái tỷ số này, thì cái đồng A này nó phải tăng trưởng và đồng B này nó phải giảm. Thì lúc đó cái tỷ số này nó mới tăng trưởng mạnh được, đúng không? Và ngược lại là gì? Chúng ta muốn sell, chúng ta muốn sell cái đồng này, thì cái đồng A này nó phải giảm và đồng B này nó phải tăng, thì lúc đó chúng ta mới sell được. Vậy chúng ta phải xét cái gì? Xét từng đồng tiền riêng lẻ, và đây là bộ đồng tiền riêng lẻ này. DG này tượng trưng cho đô la Mỹ, GG là gì? Là GBP. BG này là gì? Là đồng bảng Anh. E này là Euro, Z này là gì? Là New Zealand, S này là gì? Là CHF, CG này là gì? Là CAD, là có nghĩa đồng tiền Canada, đây là AUD, đúng không? Australia. Thì chúng ta phải xét từng đồng tiền riêng lẻ này, sau đó tìm kiếm thằng nào tăng và gì ghép với một thằng giảm để chúng ta buy. Và đây mới là cái lý thuyết chuẩn về Forex mà anh em cần phải, best seller cần phải nâng cao về nó nhé. Và mình là Hòa Thân.